Anh chị, đây là con Tung Ma F12 vừa ráp cho một khách hàng khu phía Nam. Thì con F12 này thì lên cấu hình cho khách là rub un tẹt ga, khung carbon, full carbon hết. Con này thì thiệt hại nó thì chưa đến 50 củ đâu, bởi vì con này lên là cái cặp bánh tất cả trên xe này đều rất là ngon. Ngoài cặp bánh này thì khách yêu cầu là cặp bánh rẻ tiền, nên là lội ba kiếm cho khách một cặp bánh carbon giá hợp lý. Cặp này có 7 triệu thôi. Nói chung là cặp này thì chất liệu của nó thì cũng là carbon, nói chung là so với các cái hàng mà em hay ráp thì nó kém hơn một chút về chất lượng. Con này thì nó là dòng tubeless nên là nó không được bơm quá căng. Nói chung là áp suất mọi người bơm tầm 7 cân đổ lại thì rất là bền, nói chung là cũng chấp nhận được thôi. So với giá tiền đấy thì là hợp lý. Còn thông thường các bác các chú đi thể thao thông thường thì để nó hỏng được cũng rất là khó. Có một điều là mọi người chú ý một chút là cái chất lượng nó hơi kém thì đừng có băng áp quá cao. Thì con này là dòng bánh rẻ tiền. Em thì thường sẽ dựng ít khi em hướng cho khách bánh rẻ tiền này lắm. Nhưng khách yêu cầu thì em tìm cho khách thôi. Thì con này là bánh đây, cối nổ cũng khá là to và rất là trớn. Mỗi bánh thì nó làm thì nói chung là hàng rẻ tiền nên các cái chi tiết cái chi tiết như nó làm thì không sắc sảo bằng các cái bánh đắt tiền đâu. Nói chung là nó tạm được, chấp nhận được 7 triệu thôi mà, giá nó hợp lý. Thì giá đấy thì mình có thể chấp nhận được, không có điều gì nữa. Khách này thì khi dựng thì khách cũng yêu cũng biết trước và khách cũng đồng ý và cái đấy được. Đương nhiên là em rất ít khi tư vấn cho khách các cái mà nó quá kém, thực ra quá kém không bao giờ tư vấn. Thì bởi vì đã copy rồi mình cố gắng làm hàng chất lượng một chút cho khách thì khách sẽ dùng nó bền hơn, đỡ hỏng thì đỡ gì. Thì cái người ta xác định thế thì cũng không vấn đề gì đâu. Con này để gúp một để un giờ 802 8010 nhé các anh chị nhé. Yên cũng yên gian này, ni lông carbon. Em lên cho cái khách là dây cuốn hai màu, con này để khung đổi màu, khung nó là khung đổi màu nhìn rất là đẹp luôn đấy, rất là chất. Nói chung là với tầm tiền này thì kiếm một con xe như thế này thì rất là khó. Nói chung là tầm tiền này kiếm được một con xe đẹp như thế này và chất lượng này thì cũng rất là khó. Các anh chị nếu mà các cô chú có nhu cầu mà để ráp cho mình con xe đẹp như này thì nên là em màu gì cũng có. Xin cảm ơn.